passing over, and it feels like a dream. I could run and look for shelter, but you hold on to me. I'm under your skies, I'm caught in your eyes. Don't you know you stop the round, and all that I can see is you. I'm standing where the lightning strikes. I know this doesn't happen twice. You must be my once in a lifetime, in a lifetime. You must be my once in a lifetime. There's so much that I have told you, but it's all in my head. Ask me anything you want to, 'cause the answer is yes. I'll spend my whole life just being caught up in your eyes. Oh. Don't you know you stop the room? Standing where the lightning strikes, I know this doesn't happen twice. You must be my once in a lifetime, in a lifetime. You must be my once in a lifetime. So before the storm is past, I just wanna ask, can we make this moment? So before the storm is past, I just wanna ask, can we make this moment last, moment last? Tables turned, how I've grown
lessons learned. Oh, I'll keep my faith in you. Even on my darkest days, I know that you will never change. Oh, when I close my eyes and don't even care if anyone sees me dancing, like I can fly and don't even think of touching the ground, like a heartbeat skip, like an open page, like a one-way trip on an aeroplane. It's the way that I feel when I'm with you. Brand new. Young John Cusack, like making big mistakes. I feel like for the first time in a long time, I am not afraid. I feel like. Kính thưa quý bà con hai họ, kính thưa quý vị khách quý, bạn bè thân hữu của hai gia đình. Gia đình chúng tôi rất xúc động và bày tỏ xin chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ sự thời gian quý báu để đến có mặt trong hội trường hôm nay. Thì tôi xin chúc quý vị khách quý và bạn bè thân hữu một buổi tiệc chân tình, đầm ấm và trước thêm năm mới 2018. Kính chúc quý vị một năm mới an lành, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Hôm nay gia đình chúng tôi tổ chức ngày lễ thành hôn cho hai con chúng tôi là Duy Bình và Hoài Nhi. Thì thưa quý vị, trải qua một thời gian dài chúng tôi trở về quê hương để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Sự hiện diện của quý vị hôm nay là niềm vinh dự lớn lao cho gia đình chúng tôi. Chúng tôi và gì hơn, kính chúc quý vị một trăm năm mới an khang thịnh vượng và mọi điều như ý. Brand new.
back when I close my eyes.